Được không ạ? Và để có những làn da đẹp, là những làn da càng ngày càng trẻ trung hơn thì chúng ta sẽ chiến binh em phà chúng ta vô cùng tuyệt vời phải không các nhà ơi? Có tuyệt vời không ạ? Dạ vâng, vậy thì tuyệt vời thì chúng ta hãy cho đội chiến binh của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cũng như toàn thể quý ông bà cô bác và toàn thể các chị em nhà phân phối, khi chúng ta vừa thấy những cái giá trị, vừa đón nhận được những giá trị và biết về những phương pháp để giúp chúng ta có được sức khỏe tốt nhất, gia đình chúng ta có được sức khỏe tốt nhất, và chúng ta được biết cái phương pháp để chăm sóc sức khỏe chúng ta tốt nhất thông qua những nhà phân phối được đào tạo cơ bản từ Viện Dinh dưỡng Nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh. Và để đón mừng những điều tuyệt vời đó ở ngay tại quê hương truyền thống Niêm Phong, một phái đoàn rất nhiều chị em phụ nữ vô cùng xinh tươi lộng lẫy, và các chị các em đang mong muốn cống hiến, mong muốn thể hiện một chút gì đó bản sắc quê hương, bản sắc của những người phụ nữ trung hậu đảm đang. Vâng, và ngay đây sau đây xin mời đội dân vũ của thôn Yên Thống, xã Liêm Phong với những màn vũ điệu vô cùng tuyệt vời dành cho quý vị. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho những phụ nữ xinh đẹp của chúng ta, những người phụ nữ vô cùng tuyệt vời của nửa thế giới chúng ta. Vâng, xin chào, kính mời.
Vâng, một tràng pháo tay cả nhà ơi. Vâng, và một tiết mục hát mãi không quên hành sẽ dành tặng đến tất cả thể quý ông bà cô bác. Vâng, cái này dành một tràng pháo tay cho tôi những người phụ nữ vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Vâng.